cân. Đây, các bạn này xem con tôm to này. Ốc cân nhưng rắn nó lấy làm gì? Con này có tôm sú. Có ít ốc đây. Con này thuộc dòng to đại cự chưa? Chưa. Gần đại cự chứ. Ui nhảy. Nhảy biển là thôi đấy. Chó chảo còn to hơn đúng không? Các bạn xem này. Con này phải to bằng ba ngón tay nhỉ. Bằng cổ tay. Cổ tay. Con này phải hai lạng. Quay con cá này với thủy cấy này. Đây. Con cá đây cá gì? Ôi, cá mắt quỷ. Đây giả cho ông có tôm này, thả đâu đây không? Mày đánh đầu lắm ấy. Con này đánh đầu lắm à? Ừ. Các bạn xem con cá mắt quỷ này. Ông có giả ông có tôm này. Đây, mấy trăm nghìn một cân đấy. Con này ăn được à? Ăn ngon mấy trăm nghìn cân đấy. Tôi muốn cái cây tôi khèo nó lắm. Nhìn mắt nó đảo như bi không? À, mắt đây à. Anh em đi nhà tí nhá. Vâng. Đi thoải mái đi. Đây mắt nó đây. Đây lũ cháo trẻ con ăn bổ lắm. À con này á. Chưa ăn con này bao giờ? À. Con này dưới đáy biển nó mới có loại này đúng không? Nghe không? Con này xuống bối cảnh rồi. À? Tuấn rồi. À. Xong rồi. Đấy vậy. Con này cầm tay được không? Không, đánh chết. Đánh chết. Con này có đầu à? Thế con này làm kiểu gì? Thì nó kiểu gì? Mùng to nhé. Con này không có vảy. Ừ, con này. À, có gai trên lưng nó này đúng không? À, chỗ này nhọn nhọn này. Này nó quật vào tay buốt lắm. Có cái quay chiều dài được phải. Nó tỉnh táo. Nó dãy phận đấy. Anh cho nó ngáp cái mồm lên đó. Chụp nó ăn chả. Này vợ cơ gấu bụi đi. Thế nhìn thấy con cá này. Nên thả chậu nó bơi nhá. Ờ, không thả chậu nó bơi sao. Cho nó một cái chậu nữa dạy. Chị Lăng ra trong nhà chị Biển chưa? Không có vậy à? Không. Nó có gai trên kia. Đấy. Bé quá đúng không? Không bơi được. Rồi cái to nhỉ. Ừ, cho chậu to. Bơi ngửa rồi. Mới con rồi à? Con gì? Con kia. Mà gì văng bên này xem nào. Văng bên đấy chỉ còn chắc còn mấy con ghẹ thôi. Đéo xúc được. Con này bán ai mua? Không bán. Không bán à? Tôi để về thả bể cá cảnh. À, hai cái mang nó sau lưng nó phòi ra như tàu ngầm ấy nhỉ? Tinh không? Nhìn thò tay này quá, nó rụi gai đúng không? Mấy trăm nhỉ? 600, 700 một cân. Mà hai cái mang nó sau, thở ra sau. Hai mang ngay nhỉ? Không khác gì tàu ngầm.